Ngay lúc này, hai sư tiết lộ sự thật đằng sau của gói xôi. Thì cái gã đàn ông kia có tới chịu xin lỗi và đầu hàng hay không? Thì mời bà con bác chị em hãy đón xem cuối tận video để hiểu rõ cho mọi người. Chào quý vị và các bạn ha, đã quay trở lại với nhóm anh em của tụi em. Thì trước mặt quý vị đó chính là hai vị sư trong một cái câu chuyện của nam thanh niên đã ra tay đánh hai vị sư túi bụi, như trong clip của một người dân cũng đã chia sẻ lên mạng xã hội và lan truyền, nhận rất là nhiều cái sự phẫn nộ của cộng đồng. Cho đến thời điểm bây giờ thì anh em đủ nhân duyên để gặp sư lại lần thứ hai thưa quý vị. Và trước mặt quý vị đó chính là hai vị sư. Dạ, con xin mô Phật, con chào hai vị sư. Là vợ, chào cộng đồng mạng, chào chú. Dạ. Dạ thưa sư, thì lần này con quay trở lại thì cũng muốn cho cộng đồng mạng biết được một cái sự việc nó một cách rõ ràng nhất và chi tiết nhất một lần nữa. Để, dạ, và cũng có những quý Phật tử trong tương lai thôi thì họ cũng sẽ ghé nơi tu tập của hai sư. Dạ, thì hai sư, trong cái vụ việc mà hai sư bị cái nam thanh niên đó đánh đó, thì vào cái ngày bao nhiêu hai sư nhớ không sư? Ngày 16 tháng 6 chú. Dạ. 16 tháng 6 là 2, tắt cho mình cái quạt đi. 16 tháng 6 âm á. Âm lịch ha. Là hai sư bị đánh ở tại tại chợ hả? Chợ An Sương. Chợ cây me An Sương á. Dạ. Thì hai cái một nam thanh niên đó quýnh hai vị sư này là quýnh mấy lần luôn hả hay sao sư? 3 lần. Quýnh 3 lần. Dạ, một lần đầu tiên là quýnh sư nào trước ạ? Đầu tiên là quýnh một vị sư lớn là sư đây. Dạ, dạ, là quýnh hai, quýnh sư trước là quýnh nhiều không sư? Thì khi thời gian sư đi bộ hành về thì đi trong cái phương hướng là ngược chiều. Dạ. Thì coi như là cái chú thanh niên đó thì chú mới dùng xe mà chú chạy tấn công đến sư á, là một lần đầu tiên là tán giả vào mặt sư là lần thứ nhất. Còn lần thứ hai là khi mà cả đàn ông này á, cái chú này á, là chú mới là đánh lần hai á, là khi bóp cổ sư rồi nhận đầu sư rồi đá vào bên hông của sư là lần hai, còn lần ba là ký đầu vị sư nhỏ anh Di Đà Phật. Dạ, dạ mô Phật. Sư, lúc mà xảy ra cái sự việc mà nam thanh niên đánh sư trước đó thì có ai vào can sư can cái nam thanh niên đó hay không thưa sư, hay là để im cho nam thanh niên đó đánh sư? Tại vì trong khi trong đó thì nói chung thì Phật tử cộng đồng hoan hỷ. Dạ. Thì cái chợ đó thì cái giờ 9 giờ mấy là cái chợ đã tan, thì những người thanh niên ở đó là không còn ai, chỉ còn là những cái người phụ nữ và những người già đi mua gánh bán bưng. Dạ. Thì có thể là người ta không có cái khả năng để người ta binh vực sư được, cho dạ. Nên là có một cái cô Phật tử nào đó là vô tình á là quay được cái clip của sư bị đánh. Nhưng mà cái clip đó thì nó mất đi cái công đoạn đánh là lần thứ ba. Công đoạn lần thứ ba là sao sư? Là coi như trong cái cuộc mà sư bị sơ sát á. Dạ. Là tấn công sư tới 3 lần. Có trên clip cộng đồng mạng á là sai, là cái nhận định là đánh sư có 2 lần. Tại vì cái nào thật thì sư nói thật, là sư có thì nó có, không thì sư nói không, chứ sư không có đặc điều là chuyện ai hết. Dạ. Mong cộng đồng mạng cũng quan hỷ cho sư. Dạ. Với chú cũng quan hỷ cho sư, thì cái công đoạn nào thiếu là sự thật, là sư nói là thiếu sự thật. Còn vấn đề mà trên có cộng đồng mạng nào một cái clip là mà nói là hai sư mà Phật người ta cúng dường cho hai gói xôi á, là đạp sư trà đạp, sư nói sư nhận tiền, là cái clip đó hoàn toàn sư không có. Tại vì sư đi quá duyên tiền, duyên quá độ cho chúng sanh, họ cúng dường cho mình cái gì thì mình nhận cái đó, mình không từ chối cái tấm lòng yêu thương của Phật tử của họ. Dạ. Như Đạo Phật. Mô Phật. Dạ thưa sư, trong cái clip mà đăng tải lên mạng xã hội nó kéo dài cỡ khoảng 1 phút, thì trong đó sư nói là cái công đoạn thứ ba là cái lúc mà
đầu tiên hay là đầu tiên Sơn bị quýnh là người đó chưa có quay được hay sao Sơn? Cái người đó chưa quay được cái lúc đầu. Dạ. Quay được cái khoảng giữa thôi. À, khoảng giữa thôi. Khoảng giữa thôi. Thì khi mà con thấy trong cái clip đó là một cái anh nam thanh niên đó là đã quýnh sư trước, thì sau khi mà con thấy hình như có ai vô can hay sao Sơn? Có cái giờ khúc cuối á, đúng ra là sư không thoát được. Dạ. Thì sẽ bị cái chú này chi sát sư tấn công. Thì nhờ cái chú á, là tại vì cái khu chợ này là sư thường á, là 5-10 ngày sư bộ hành ở đó, thì chú bán những gì sư biết, thì cái chú đó chú bán là ghim. Dạ. À, chú đó là người bắt, thì chú theo chú can ngăn, thì chú già chú yếu chứ không dám là để sự đánh trả, thì chú dùng cái tâm để mà quán tưởng là cái cậu thanh niên này, thì nói là thôi mấy ổng đi ở đây coi như là mấy ổng đi đây thường, mà đây đâu ai cũng ghét ổng, đâu có cho ổng đâu mà sợ, thôi ổng có lừa đảo thì ổng lừa, mà đây ai cũng biết ổng rồi, ổng cho thôi chú mày thông cảm, chú mày về đi, cho hai sư về đi. Đó là chú đó là công nhận là cái tâm chú rất tốt, nhưng mà khi cái khẩu nghiệp của chú mở ra, nhưng mà tâm chú sư nhận định là sư chú là tốt, tại vì chú là người mở đường để cho hai sư thoát thân, để tránh đi cái cuộc mà chi đuổi. Hay như là Phật cảm niệm công đức cái chú bán là gì mở chợ cây me ở ngõ Tư An Sương, hay như là Phật. Dạ. Thì nói chung là cũng nhờ cái chú đó can ngăn thì hai sư mới thoát được cái vụ việc đó. Một ha. Nếu mà không hai chú đó chắc thì con nghĩ là chắc cái sự việc nó sẽ đi xa hơn quá ha sư. Một Phật cái suy nghĩ như cái suy nghĩ của sư chắc có thể là như vậy. Và lúc đó là lúc mà bị đánh như vậy á, nam thanh niên có chửi bới hai sư như thế nào hay không? Có chửi những cái phàm phu tục, nhưng mà sư không muốn nhắc lại những cái phàm phu đó. Dạ. Thì nếu mà trường hợp đã mình tu và nhắc lại phàm phu thì thôi không còn gì một cái chiếc áo của nhà tu nữa. Dạ. Mà xin cộng đồng quan hỷ vô. Dạ con hiểu. Cái vấn đề mà này kia thì sư nói con hiểu là những cái câu từ như thế nào rồi. Có lẽ rằng là nam thanh niên đó là coi như lúc đó là cũng rất là hổ báo có chồn, cho là cũng đã ra tay với hai sư. Thì cảm thấy cái lúc mà hai sư bị tác động mạnh như vậy đó, thì cảm giác trong cái cơ thể của mình lúc đó mình như thế nào và tâm của mình như thế nào sư? A Di Đà Phật, thì chú hỏi thì sư xin trả lời như thế này. Dạ. Tại vì sư hành trì cái pháp môn hành thiền của sư đã nay là 6-7 năm nay rồi. Trong cái định thiền nhập thiền của sư đó là sư đã định được. Thì trong cái quán tưởng của sư á, thì sư cứ thấy là cái tâm sư bình thường. Cái thân này nó không biết đau đớn gì đâu. Nhưng mà thời gian về khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì nó mới giải ra những cái cơn đau. Dạ. Cơn đau như thế nào thưa sư? Nó khó chịu không sư hay sao? Nhức nhối trong cái chỗ mà cái chú thanh niên nó đá vào mông sư đó, rồi với cái cảnh mà bóp cổ sư mà nhận đầu sư đó, thì nói chung là sư rất mệt, là nó bị hụt hơi mình á. Dạ. Rồi sư là có bệnh là tụt tinh si, huyết áp, cho nên là lúc đó là sư chỉ muốn làm sao là trong tâm sư muốn là để giải thoát cho nó qua cái kiếp nạn này. Bây giờ nếu trường hợp sư thí kỷ trong cái thâm tâm sư nha. Yeah. Nếu sư mang cái áo nhà sư mà sư chạy đi. Yeah. Thì cái hành bóng của nhà sư còn gì nữa, cái áo nhà sư, cái áo của Đức Phật còn chi nữa. Cho nên sư định tâm sư lợi, sư bỏ cái xác thân này, xả thân này để cho quý vị đó đánh chân cho hạ dạ sư, cho chú đi, sư không còn phân tâm gì nữa. Yeah. Là cho nên giảng đại là khi nói là tâm sư định, là tâm sư đã quyết chấp nhận để đưa cái đầu này, cái thanh này cho chú đó đó, tính hạ dạ chú vậy. Thì thôi chứ giết với lỡ mà cái vô thường á, chú lỡ tay chú giết sư chết thì cũng chấp nhận sư chịu chứ không chạy. Tại vì sư là vị tu, nếu mà sư không thương cái y cà sa thì sư mang cái y cà sa sư chạy, sư thoát thân sư. Yeah. Nhưng mà sư tâm sư tưởng là sư phải nhẫn định một cái, là phải nhẫn lại chuyện này, mình
có qua nổi hay không, đó là cái thử thách của một vị tu đó. Yeah. Nhưng mà không qua được cái thử thách đó thì đừng nên tu. Nếu trường hợp những vị chi tăng nào, những vị sư nào hay những vị thầy nào đã bị vào cái cảnh giới như vậy thì mình dùng cái chữ nhẫn ra để mình diệt chúng sanh. Đó cái dạng đó là nó là cái dạng đó là cái dạng ngã quỷ súc sanh, nó tái sanh lên để làm cái kiếp người mà chẳng ra gì. Thôi mình người tu mình hiểu được nó, thôi mình quan hỷ cho nó. Yeah. Mình cam tâm mình bỏ cái y cà sa ra để đánh đổi, để dạy, để mười phương chư Phật trời thấy đất biết, để dạy cho chú đó thôi. Còn mình tu mình cứ giữ riêng là mình là người tu A Di Đà Phật. Yeah. À, cho đến thời điểm bây giờ thì có lẽ là sư cũng chia sẻ rất là nhiều cho các anh em về cái vấn đề mà sư bị đắm. Nó thật sự là khi mà anh em của con xem cái đoạn clip đó thì anh em của con cũng không kìm được những giọt nước mắt. Dạ. Bên cạnh đó thì anh em tụi con cũng rất là hiểu được là tụi con không biết là lúc đó là có những lời nói mà có thể là chạm vào trái tim tụi con. Tụi con rất là xúc động khi mà biết được là hai sư là tu thật, có nơi tu đàng hoàng. Tụi con không kìm được xót xa. Hồi nãy giờ tuy là clip đầu anh em tụi con quay nhưng mà khi mà ra làm clip tụi con cảm thấy nó đau lắm, đau. Tụi con cũng bên anh em, tụi con cũng bên Phật, tụi con hiểu được. Có lẽ là sư cũng xúc động nha các bạn, xúc động về cái vấn đề xảy ra. Lúc đó là sư không có nghĩ ra mình vô xã luôn, có gì là mình ra đi ở đây cũng được hả sư? Vâng, cái tâm sư là quyết định như vậy đó. Thì khi mà cái vô thường nó đến sư tại đó thì cái hồn sư đã đi rồi, thường rất nhiều và cảm giác như là đụng vào trái tim tụi con vậy. Đây tụi con hướng về Phật, trái tim tụi con hướng luôn luôn hướng về Phật pháp. Nhưng mà khi mà tìm được tới nơi mà sư đang tu tập như thế này, khi mà gặp hai sư, tụi con cảm thấy là tụi con đã đủ duyên để gặp được hai sư rồi. Nhưng mà thấy hai sư bình an tụi con cũng rất là vui. Nhưng mà mỗi khi mà xem lại cái clip đó là tụi con không thể nào chấp nhận được một cái người nam thanh niên đó mà có thể mà ra tay với hai sư, mà hai sư là người lớn tuổi, người cao tuổi nữa chứ. Sư có cảm thấy đôi khi sư có nghĩ rằng là sư buồn hay sư trách móc gì nam thanh niên đó hay không thưa sư? Không, sư không buồn, sư trong đó không trách. Tại vì khi sư về sư quán tưởng lại là tại vì cái nghiệp của mình tới ngày giờ đó nó sẽ bị thôi, sư cam lòng sư chịu. Rồi những lời chia sẻ của chú thì sư cứ gẫm nghĩ lại là cái lúc sư bị nạn, sư tuổi thân cho một cái người tu, người cư sĩ như tôi hay như sư mà còn bị đòn, nói chi là những kẻ yếu hết thèn hơn thế gian này nó còn như thế nào nữa. Thì sư về sư cúng nguyện mười phương chư Phật, sư cũng đó là hồi hướng cho những cái vị mà là cái vị mà gia đình của người đó đánh sinh để quay đầu về bờ, để sống với con người tốt trên thế gian này, trên cái cõi này. Tại vì thế gian này nó còn ngắn lắm chứ nó không còn dài nữa, nên là khuyên chú là đừng nên làm những chuyện gì xảy ra chạy về sau này. Mong chú là trở lại làm người tốt như người ta đi, để cho cái đức sau này con cái của chú đi hưởng được cái phước của chú. A Di Đà Phật. Dạ, đúng rồi. Dạ thưa sư, thì tiếp tục là cái vấn đề của sư kế bên. Dạ con xin phép được hỏi là pháp danh sư là gì ạ? Phước Tâm chứ. Dạ con mô Phật, con xin chào sư Phước Tâm. Dạ thì ngày hôm đó thì cũng có sự xuất hiện của sư đi kế bên, đi đồng hành cùng với sư. Sư bên này là sư gì, con xin lỗi sư. Dạ sư Phước Thành. Sư Phước Thành. Dạ con xin lỗi sư. Thì chú sư Phước Tâm đi đồng hành cùng với sư Phước Thành. Thì lúc đó khi mà sư thấy cảnh tượng của sư kia là cái nam thanh niên đó đánh thì sư cảm giác như thế nào thưa sư?
Thì nói chung ra sư thấy thì huynh đệ cả đồng tu đồng đi chung với nhau vậy đánh thì tôi thấy tôi cũng xót xa tội nghiệp cho sư Thành lắm. Mà sư thì cũng người tu cũng như sư Thành, thành ra bây giờ thì đánh cho sư cũng đâu có dám vô can, vô can chút thì nó dặn rồi thì quánh nhiều nữa để cho chú kia quánh cho hả cơn dặn đi, rồi chú cũng từ từ chú cũng đi. Và đâu chú đánh mà chú không chịu thôi chú đánh tiếp, rồi đầu sư quay lại thì nó hay chú cũng đánh sư, mà sư quay qua sư chỉ cười thôi rồi sư đi tiếp. À, sư bài gì sư cũng nghĩ là cái nghiệp của mình đến lúc trả thì phải trả, thành ra sư cũng không ăn thua gì với người đời mà để mà cho nó thêm cái khó khăn cho sư. Thứ hai đó, tâm của sư đã từ bi buông bỏ rồi, thì cái gì thấy bỏ được thì bỏ, sư không có nghĩ ngại gì những cái chuyện đó nữa. Thì thành ra thì sư thấy như vậy rồi sư cười với chú, rồi chú đó rồi lên xe rồi đi luôn. Rồi lúc đánh sư rồi đó lên xe đi, mà lúc đánh sư có cười với chú. Thì thôi thì giờ chú đó như vậy thì nói chung ra thì cũng thương cho chú, cũng có hoàn cảnh của chú, là cuộc sống của chú như thế nào đó mà chú nghĩ sao mấy ông sư như vậy á. Rồi là mấy chú lại là sân si với mấy sư, thì nói chung ra thì mấy chú làm như vậy cũng không đúng. Mà hai nữa thì bây giờ thì cái chuyện đó thì sư cũng nói như vậy, bây giờ chư cũng nhờ mấy chú ở đây để mà chỉnh đốn lại những cái chuyện mà cái clip nào mà nói là sư bỏ hai cái gói sâu gì đó mà chỉ nhận tiền á, thì mấy chú giùm có liên hệ được cái chú tipper đó thì nói như vậy là không đúng đâu, để sau này là tội nghiệp cho mấy sư về sau còn đi nữa, rồi du quan cho họ chỉ là mang cái nghiệp thôi chứ cũng không có lợi ích gì. Thì bây giờ đó, nếu thật sự là ý sư gì là nếu mấy chú không gặp youtuber đó, đó thì chú tại cái chợ ăn xương đó là cái đoạn cuối đó, chú hỏi người ta sẽ nói hết, chứ còn mày ra bây giờ xin nói sư không có thì họ cũng nói là người bình luận như thế này, người bình luận thế nọ, là nói là mấy sư này vậy là vừa này kia nọ. Thì thật sự giờ sư muốn đính chính lại cái chuyện đó thôi, còn riêng cái chuyện chú kia có sai lầm với hai sư đó, thì sư ở đây là bỏ hết chứ không có mà quán thù ở hầm dạng gì hết. Mô Phật. Dạ, mô Phật. Thì trong cái đoạn clip của con, anh em tụi con chắc có lẽ cũng đã xem được một cái clip mà coi như một nam thanh niên cũng đứng lên nói về hai sư, thì tụi con cũng rất là bức xúc. Và ngày hôm qua con cũng đã lên một cái clip và con đã chia sẻ về cái nam thanh niên đó đã đứng lên nói hai vị sư thế này thế kia, thì tụi con cũng đã làm một cái clip về nói về phản bác về bên nam thanh niên kia rồi. Thì nam thanh niên nó cũng đã gọi trực tiếp cho con, thì cũng đã lên tiếng, nhưng mà anh em tụi con sẽ sớm thôi sẽ đăng cái nội dung đó lên để mà cho hai sư, thứ nhất là nếu mà hai sư nghe hoặc cộng đồng mình bạn sẽ nghe. Thì trong cái clip đó, thì khi mà con nghe cái clip mà nam thanh niên đó nói về hai vị sư là không, con biết là không đúng sự thật, thì con cũng, anh em tụi con cũng cảm thấy rất là bức xúc về cái vấn đề đó. Thì trong cái clip này thì hai sư cũng đính chính là những cái lời nói của nam thanh niên mà tố hai sư là dục hai cái gói xôi là không đúng, đúng không thưa sư? Những cái lời đó là chỉ những lời nói là thông tin sai sự thật về hai sư. Dạ thưa sư. Thì ngày hôm nay á thưa sư, thì cái vụ việc nó cũng đã đến lúc mà phải nói là hai sư đã chính thức mà gọi là lên tiếng nói về cái vấn đề của nam thanh niên đã ra tay với hai sư một cách phải nói là rõ ràng nhất và công tâm nhất và minh bạch nhất, để mà dẫn đến cho cô chú và anh chị cũng như cộng đồng mạng hiểu rõ hơn về cái tính chất, cái câu chuyện trong cái sự việc nó đã xảy ra rồi ha. Thì dạ thưa sư, như thế này con hỏi tiếp tục về cái vấn đề mà nếu ví dụ như nam thanh niên đó mà con muốn xin lỗi hai sư một cách chân thành và một cách phải nói là thành tâm sám hối, thì hai sư vẫn bỏ qua đúng không thưa sư? Hay như là Phật. Dạ. Nếu dù cho là sư cũng không cần thiết mà để gặp đối diện sư. Dạ vâng. Để mà sám hối trước là sư chỉ lên một cái clip nào đó, nhờ anh em YouTube nào đó lên một cái clip để thành tâm sám hối với cộng đồng, sám hối với là những cái lỗi lầm của chú vừa qua, để cho chú là trở thành người tốt thôi. Còn cái tâm của hai sư đã từng bi rồi thì không cần phải là ảnh lễ sám hối gì. Dạ. Hai sư quan hỷ điều đó, mong cầu là làm sao
qua chú đó quản quan hỷ quan quản mà lên xin lỗi cộng đồng, chứ tại trên đồng cộng đồng mạng á họ chửi rủa riết thì coi như cái đời của gia đình của chú đó không làm ăn nổi đâu. Nó ảnh hưởng tới ba đời rồi. Tại vì nếu một người tu mà cái những người mà đụng tới những vị già sư thì những người đó chỉ không con đường nào sống. Sư dám nói một câu, nếu những vị nào cái nhân quả nó trả lẹ lắm thì cái nhân này chú gây ra thì trong vòng một tháng hai tháng chú đó sẽ trả cái quả. Rồi chú đó không trả cái quả thì con chú sau này cũng trả cái quả. Nhiều khi á con chú không trả mà cha mẹ dòng họ của chú đó trả cái nghiệp rất là nặng. Nhiều khi chết ra đi là không có cái áo cái thân cái miếng vải mà để mà mặc trong thân đó. Cho nên mong khuyên các cộng đồng anh em nghĩa hiệp hay những người có phụ nữ nào có tánh hùng hành hung với những vị sư, thôi mình khởi cái tâm từ bỏ sửa chữa từ từ đi, đừng nên gây ra quan trái những vị người tu. Dù cho họ có tu thật tu giả đi chăng nữa, nhưng một khi họ đã phát cái áo cà sa lên là tâm họ đã tu rồi. Cho nên là các vị đừng nên mà nói xấu những vị đó là để thiên tạc những vị đó. Cái những mấy người mấy cô và Phật tử hay là mấy chú Phật tử chửi những nhà sư thì mấy nhà sư tâm những nhà sư không nghe đâu. Tất cả những lời mà mấy chú chửi mấy cô chửi đó là chính đó, bản thân mấy chú mấy cô chửi mấy chú mấy cô chứ thật tâm là không có chửi mấy sư. Tại vì sư không nghe không thấy không biết thì sư nghe chú chửi bên đây thì sư xả bên đây thì sư trở về tâm không thì coi như nó nhẹ chứ sư, tại vì sư tu mà sư đâu có chấp nữa. Nhưng cái nghiệp đó là các người đó lành, cho nên là mong rằng mấy vị đó có dưới vào trường hợp đó thôi tự sửa đi, đừng nên khỏi đi chung. Sửa cái tâm, sửa cái tánh, sửa cái tật mình là đã tu rồi. Chứ có một cái lời khuyên cho những trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước là phải nghe những cái lời sư nói đúng sai thì cho cái bình luận trong cái clip của cái chú này. Dạ, một phần là con cũng cảm ơn sư cũng đã chia sẻ một cái sự chia sẻ rất là hữu ích cho những quý Phật tử, nói chung là đại khái những người có một cái ý gì đó thì sẽ tĩnh tâm lại một xíu, mình chậm chậm lên một xíu, có thể là mình tìm hiểu một cách rõ ràng nhất thì mình có thể là đưa ra một cái quyết định hoặc là một cái sự việc phải nói một cách rõ ràng và không để ảnh hưởng tới con đường tu tập của các sư đó, gọi là tu tập rất rõ ràng nha cả nhà. Đó thì nếu ví dụ như các sư có sai hay như thế nào đó, ví dụ giả thiết là các sư đang nghi cất thực thì bên cơ quan người ta có thẩm quyền đó, người ta vào cuộc người ta xác minh làm rõ, chứ không người dân bình thường như mình đó, thì làm sao có thể là biết được hai sư này như thế nào đó. Cái đó là cái sự mà anh em chia sẻ ngày hôm nay. Và ngày hôm nay đặc biệt hơn là bên kênh của con là kênh Huỳnh Phi, anh em cho mình xin phép nha, thì trao một cái phần quà của một người anh Huy ở Mỹ là trong cái quỹ của Huỳnh Phi, thì mong con sẽ trao cho sư. Dạ con xin trao, con xin nhận hai tay nha sư. Dạ rồi, đó là anh Huy ở Mỹ. A Di Đà Phật. Dạ. Sư là một vị sư phước thành. Dạ. Xin là thọ nhận cái sự cúng dường của chú Phi bên Mỹ. Chú Huy bên Mỹ. Dạ. Thì chú có tâm để nhìn ngó đến hai sư thì trong cái lòng của sư rất là an vui và an lạc. Thì sư cũng nhận cái một chút tịnh tài này. Thì sư sẽ hồi hướng cho tất cả của gia đình chú Huy được thành tựu viên mãn theo ý nguyện của mình. A Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn hai sư rất là nhiều ngày hôm nay bỏ cái thời gian quý báu của mình để mà chia sẻ cho anh em tụi con. Anh em tụi con cũng nghe được cái sự chia sẻ của hai sư, tụi con cũng cảm thấy có những điều
rất là ấm lòng. Và đặc biệt hơn thì anh em tụi con cũng xin chúc là hai sư càng nhiều năng lượng hơn, nhiều sức khỏe hơn để mình trên con đường tu tập của mình sắp tới nha hai sư ha. A Di Đà Phật, tạm niệm công đức chú. Dạ. Bên cạnh đó thì hai sư cho con sử dụng hình ảnh của hai sư được đăng tải lên nền tảng của truyền thông nha hai sư. A Di Đà Phật. Dạ. Chấp nhận những cái sự mà trao đổi của chúng ta sư. Dạ. Sự đồng ý của sư A Di Đà Phật. Dạ. Dạ sư cũng đồng ý luôn hai sư ha. Sư đồng ý. Dạ. Thì dạ mọi chi tiết mọi cái sự đồng ý của hai sư thì con cũng thông tin một cách cụ thể nhất, thì những lời sư nói thì sư cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm sư nhé. Dạ, những lời thì mình nói đúng thì mình cũng chẳng sợ gì đâu đúng không sư? Dạ mô Phật, con xin chào hai sư. Dạ, chúc, dạ con xin cảm ơn.